Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Dạ, thầy nói thế là có ý gì ạ? Là chuẩn bị chầu cau đi là vừa chứ còn gì nữa. Nhưng chầu cau với cô nào hả thầy? Cô tuổi mùi chứ còn cô nào. Cô này có cái tướng vượng phu ích tử, lấy làm vợ, lợi đủ đường. Thế còn cô tuổi thân ạ? Quẻ hung. Đây này. Đây này. Cậu mà lấy nữ cung tốn ý, là phạm. Tuyệt mệnh luôn. Tùy cậu xử. Cuối tuần con có rảnh không? Chở mẹ và các cô đi lễ nhé. Có khi tuần này cả con và mẹ đều không rảnh đâu ạ. Sao vậy? Mẹ đi hỏi vợ cho con đi. Mẹ có cháu nội đến nơi rồi đấy ạ. Cái thằng sao đánh đùng một cái thế? Mà con cũng đến tuổi để lấy vợ được rồi đấy.